cho cặp cập vàng cháy gặp mặt đầu năm, cáo vàng và vàng mõm đen. Đây là một cặp đực cái vàng cháy với một cái con cái gọi là con đen. Nó là một cái con với cái thể trạng rất là to cao, đen to cao ngang với con sẹo. Còn cáo thì là một con đực mà với cái thể trạng hơi nhỏ một chút thôi. Chứ cáo vẫn đạt được cái cân nặng cỡ độ khoảng tầm 19-20 cân gì đấy. Lâu rồi không cân. Cáo đứng với lại con vàng mõm đen thì nhìn cáo nhỏ hơn. Đó. Cặp này hôm nay cho gặp mặt đầu năm. Để cho con cái nó lựa chọn. Con cái nó lựa chọn. Có thể sẽ cho con cái này ghép với con cáo hoặc là cho con cái này ghép với con sẹo tiếp lần thứ hai để cho con cái nó lựa chọn xem là có cảm tình với lại anh nào hơn. Đó, giống mông cọc này là một cái giống chó mà cái di chuyển của chúng nó rất là nhanh. Cáo thì có cái màu lông phải nói là tuyệt vời, vàng cháy luôn. Mỗi tội là hơi nhỏ con một tí. Cái ngày đầu tiên bắt cáo về thì nhìn người cáo là người nó gầy như con cá mắm, gọi là nhà đói ăn, không lớn được. Đây là cái đống vỏ bao cám trong vòng một năm cho chó ăn đó. Trong vòng một năm chó của trại ăn. Đây là những cái vỏ bao cám còn giữ lại. Chứ còn nhiều vỏ là đã sử dụng rồi. Khi mà mọi người đến đón chó thì cho mọi người cái vỏ bao để lót cái lồng hay là đựng đồ nọ đồ kia, đựng rác các kiểu. Đó thì mọi người nhìn cái núi bao đồ ăn thì mọi người sẽ thấy là cái chi phí nuôi cái dàn cún của trại nhà mình nó tốn như thế nào. Đó. Hôm nay cho hai con ra gặp mặt đầu năm, cáo với lại vàng mõm đen, cho nó chơi với nhau một lúc thì lại có cái bất ngờ đây, là nó phát hiện ra là ở trong cái đống này nó có con chuột hoặc con rắn gì đấy. Cái khu vực trại của mình là khu vực ở ven đê, thành ra là khá là nhiều rắn hổ mang. Thì với cái mấy con mông cọc này thì nó đã từng bắt được cho mình nhiều lần, nó bắt được rắn cho mình rồi. Còn chuột thì bắt rất nhiều lần. Đó. Cáo đang sủa đó, đang sủa. Cáo đang sủa thì không biết là chuột hay là rắn. Hy vọng nó là chuột đi, chứ là rắn thì rắn hổ mang thì cũng hơi ghê. Đó, cho ra ngoài chơi với nhau nó lại phát hiện ra mục tiêu, ái già, con chuột đó, quay được con chuột nó chạy đó. Quay được con chuột nó chạy ra rồi. Cáo vẫn còn đang nhìn ở mé đằng kia, cáo chưa phát hiện ra. Vẫn còn đang tìm kiếm. Đó. Một cái đống gạch bỏ đi xếp ở chân hàng rào. Thế mà nó ra, nó ngửi, nó đánh hơi, nó biết là có chuột luôn. Nó nhào vào, nó hít ngửi luôn và chuột sợ chạy luôn đó. Chứ còn nếu mà chuột mà cứ cố thủ ở trong đấy, ở trong cái đống gạch vụn đấy thì chó cũng không làm gì được. Vì nó không đào được như là đất. Nếu mà ngoài đất thì nó đào được. Thì đấy là qua cái tình huống này thì có thể thấy là cái con mông cọc là một cái giống chó săn mà nó rất là tinh quái. Đó. Nó hít ở bên kia nó không thấy, là nó phát hiện nó lần theo cái mùi của con chuột nó chạy sang bên này đó. Đó là thanh niên cáo. Nhưng mà lần sang bên này thì cái đống rác mình để ra đây
chưa có sắp xếp dọn dẹp gì, nó còn đang ngổn ngang lắm. Chuột mà nó chạy vào đây là chó chịu, không làm gì được vì đồ đạc ngổn ngang. Mà sang con chuột nó chạy sang bên này, có lẽ là nó còn chạy ra đường để nó chạy nó sang bên kia bờ đê rồi. Đó, vẫn còn hít ngửi, kiểm tra lần theo dấu vết. Đó, mới cáo phát hiện ra thôi, con đen vẫn chưa phát hiện ra. Con đen vẫn đang hít ngửi ở bên kia, nhưng con cáo nó tinh quái hơn. Cáo nó tinh quái hơn là nó hít ngửi ở bên kia rồi, là nó ngửi nó lần theo được cái mùi con chuột nó chạy qua cổng để nó chạy sang cái đống đổ nát ở bên này. Nó có cái tình huống, gặp cái tình huống như này thì mới thấy là mông cọc nó săn tốt. À đây, vàng mõm đen cũng đã chuyển sang bên này để tìm. Cũng đã phát hiện ra là con chuột nó không còn ở bên kia nữa, nó chạy mất rồi. Nhưng mà chuột mà nó chui vào trong cái đống này thì chịu, thì chó thì cũng phải bó tay thôi. Mà chắc là nó chạy đi rồi. Thì nếu mà con chuột nó còn ở đây thì bọn này nó sẽ hít ngửi, nó đánh hơi, nó ngửi mùi, nó sẽ còn lùng sục và nó sủa dọa đuổi đấy. Đó, đây để mọi người quay, để mọi người ngắm cả hai con, cả con cáo và cả con đen. Con đen này thì nó có một cái là cái khung gọng của nó rất là to, màu lông của nó vàng cháy. Nhưng nó có một cái mình không thích lắm là cái mõm của nó phớt đen, và cái bụng của con đen này nó hơi thắt một chút, nó cũng không quá thắt nhưng bụng nó hơi thắt. Còn cái dáng người và cái cơ bắp rồi cái chất lông thì rất là tốt. Con cáo thì có cái chất lông là tuyệt vời, khung người, tỷ lệ khung người là tốt nhưng mà hơi nhỏ con. Nếu mà đôi này mà ghép được với nhau thì cũng tốt thôi, nó có thể bù đắp được, con nọ nó bù đắp cho con kia. Thì cái việc là con đen này sẽ cho ghép với con cáo hay là ghép với con sẹo là sẽ qua hai buổi để mà cho xem cái thái độ của con đen, cho nó lựa chọn. Nó chọn con nào thì sẽ cho con đấy ghép cặp. Đó, thanh niên cáo. Thanh niên cáo hình nhanh, thoăn thoắt luôn. Đặc biệt là những cái con chó bông cọc này, là những cái con chó mà mình mua ở trên bản về, thì mình thấy là nó có một cái đặc điểm chung mà nó cực kỳ là thuần người. Thuần người quấn chủ. Nhà mình thì nuôi rất nhiều chó, trại nhà mình nuôi rất nhiều chó, không có nhiều thời gian để mà chơi với chúng nó đâu, vì nó nhiều chó mà, mỗi con xoa một tí hết ngày rồi đó. Nhưng mà đây là cái muốn cho nó vào trong chuồng là gọi nó lại là nó vẫn cứ ra, gọi lại là nó vẫn ra, nó vẫn tuân thủ. Đợt này thì trời hanh quá, gió đổi hướng thổi thốc vào chuồng, cho nên là cáo đang thì hơi bị đau mắt một tí, để nhỏ thuốc nhỏ mắt cho 2 ngày là sẽ khỏi thôi. Ok, cho mọi người ngắm cặp cáo và đen, cáo vàng và vàng mõm đen. Cho mọi người ngắm cái cặp này. Còn cái việc ghép ấy thì là có thể là sẽ ghép con mõm đen này, có thể là sẽ cho ghép với cáo hoặc cho ghép với sẹo. Lần trước là con mõm đen cho ghép với sẹo thì nó đẻ ra được 3 con cọc, đẻ ra được 4 con cọc lót ổm với một con còn 3. Lần này cáo lên rồi thì có thể là cho nó lựa chọn, cho nó ghép với cáo hoặc ghép với sẹo, tùy, cho chọn tự nhiên. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.